Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đa Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột nhiên kết hôn cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 12. Trần Hòa xưa nay không biết, hóa ra Vương Tri Tranh đã nghĩ xa tới như vậy. Mình còn chưa mở hết lòng ra với hắn. Thậm chí còn chưa thấy rõ hoàn cảnh con đường phía trước mà đối phương đã vạch xong kế hoạch cho tương lai. Không hổ là Vương Tổng, thật sự là biết nhìn xa trông rộng. Trần Hoài thổn thức. Yên tâm đi lão Vương. Trần Hoài vỗ vai của Vương Tri Tranh, tựa như anh trai vỗ vai của em trai, ngữ khí trịnh trọng. Em nhất định sẽ cho anh một danh phận. Vương Tri Tranh khẽ bật cười, đứng dậy nói. Được rồi, rửa mặt đi ngủ thôi. Vương Tri Tranh đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân mới, đưa cho Trần Hoài. Đây là của em. Trần Hoài tiếp nhận. Vương Tri Tranh liền bổ sung thêm. Là một cặp với bộ của anh đó, đặc biệt xứng đôi. Trần Hoài tập mãi thành thói quen với cái kiểu ngữ khí đông đưa này của Vương Tri Tranh, vô tình nhún vai một cái, lập tức do dự hỏi. Vậy tối nay em ngủ đâu? Vương Tri Tranh sát lại gần. Em cảm thấy mình nên ngủ ở đâu? Không phải là ngoài sofa đó chứ? Trần Hoài khinh bỉ. Tâm trả thù của anh không nặng như vậy đâu ha. Hình tượng của anh ở trong lòng em sao lại nham hiểm như vậy chứ? Vương Tri Tranh tỏ ra không hiểu. Em cứ ngủ trong phòng ngủ đi. Trần Hoài còn chưa lên tiếng thì Vương Tri Tranh bổ sung. Anh ngủ ở phòng bên cạnh. Thế này sao được? Nó cũng phải. Vốn chúng ta phải tiến vào giai đoạn anh và em ngủ cùng một giường mới hợp lý. Kết quả chúng ta là vợ chồng mà lại phải chia phòng ngủ, biết trách ai đây? Vương Tri Tranh oán giận. Trách anh đó. Trần Hoài không phục. Lần trước là ai nhất định tỏ ra đạo đức kiên quyết không ngủ cùng em? Vương Tri Tranh thắt tim, bản thân hiếm khi chính nhân quân tử một lần. Không hiểu sao đối phương lại không thấy cảm kích mà lại lo cái chuyện này ra phản kích mình. Thật sự rất không đáng. Hắn đẩy Trần Hoài vào buồng tắm trong phòng ngủ chính. Em mau tắm rửa đi. Trần Hoài bước vào buồng tắm, Vương Tri Tranh mới nới lỏng cổ áo, thả thân xác uể oải ngồi xuống ghế sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cửa phòng ngủ chính không có khóa, tiếng nhạc du dương cùng tiếng nước chảy ra từ trong phòng tắm truyền ra. Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, căn nhà này cuối cùng cũng có nhân khí và tiếng người. Nếu là trước đây, khi vừa về tới nhà, việc đầu tiên là hắn mở tivi, nhằm khiến cho căn nhà không yên tĩnh một cách quá mức. Hắn không sợ cô độc, thế nhưng nhiều khi trong hoàn cảnh quá mức yên tĩnh sẽ khiến con người ta bất giác rơi vào những cảm xúc không mong muốn trong quá khứ. Lý do khi lúc đầu quyết định kết hôn cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ hắn thật sự muốn bảo vệ che chở cho cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân này vốn không nên bắt đầu cũng là một cuộc hôn nhân không rõ ràng. Liệu có cần nói rõ với Trần Hoài không? Em ấy sẽ tiếp nhận sao? Trong lúc sức thần, di động trên bàn đột nhiên vang lên, hắn liền liếc mắt, là di động của Trần Hoài, trên màn hình hiển thị cái tên Động Thái Hậu. Vương Tri Tranh mang di động tới trước phòng tắm gõ cửa. Tiểu Hoài, em có cuộc gọi nè. Trần Hoài truyền ra từ ván cửa. Anh cứ tắt máy đi, lát em gọi lại. Ừ. Vương Tri Tranh đáp, kết quả là do quá mệt mỏi, tay ấn nhầm vào nút nghe. Vương Tri Tranh sửng sốt mà nghĩ, đây thật sự là ngoài ý muốn. Hắn vừa định nhanh tay lẹ mắt, nhấn tắt đi, kết quả di động truyền ra một giọng nói vang dội. Này, bảo bối cưng! Vương Tri Tranh nghe như vậy, đột nhiên dừng tay. Cô gái ở đầu dây hiển nhiên là một người tương đối nôn nóng, thấy không ai trả lời, lập tức sống lên. Nè, có nghe hay không đó? Vương Tri Tranh điều chỉnh tâm tình một chút, dùng giọng nói vừa trầm thấp, vừa mị lực hàng ngày của mình mà đáp lại. Xin lỗi, Tiểu Hoài hiện đang tắm. Cô gái bên kia trầm mặc. Vương Tri Tranh kiên nhẫn chờ phản ứng của đối phương. Quả nhiên, không bao lâu sau, cô gái kia hét ầm lên, mà nội dung gào thét cũng cực kỳ khiến hắn bất ngờ. Trời ạ, anh là bạn trai của Trần Hoài phải không? Vương Tri Tranh nhướng lông mày một chút, hắn không ngờ Trần Hoài cũng không hoàn toàn che giấu chuyện của bản thân. Xem ra tình hình còn lạc quan hơn đánh giá của mình. Vương Tri Tranh tâm tình thoải mái mà nói. Đúng vậy, tôi là người yêu của Tiểu Hoài, em ấy đang tắm. Lát nữa em ấy sẽ gọi lại cho cô. Trần Hoài đang tắm sao? Trọng điểm chú ý của đối phương dường như hơi bị lệch quỹ đạo.
Vương Tri Tranh không suy nghĩ nhiều, ừ một tiếng. Đối phương nở nụ cười kỳ quái, lập tức nói: "Không cần gọi cái tên đó nữa, nếu anh là người yêu của cái tên đó, vậy nói với anh cũng tiện, bớt việc." Vương Tri Tranh không hiểu sẽ làm sao, đầu dây bên kia tiếp tục: "Tôi là Đổng Hân Hân, là bạn thân hồi đại học của Trần Hoài. Tháng sau tôi kết hôn, vốn muốn gọi Trần Hoài là bảo cậu ấy dẫn theo người yêu đi cùng. Tôi đã chuẩn bị chỗ xong xuôi hết rồi, nếu anh trực tiếp nghe điện thoại, vậy tôi hỏi ý kiến anh luôn." Trần Hoài trầm ngâm một lúc: "Ý của Tiểu Hoài thế nào?" Đổng Hân Hân nói chắc như đinh đóng cột: "Cậu ấy nói là cậu ấy muốn hỏi ý kiến của anh rồi mới quyết định, cho nên anh đẹp trai này, ý của anh thế nào?" Vương Tri Tranh cười nói: "Nếu như Tiểu Hoài không có ý kiến, tôi nhất định là sẽ có mặt." Đầu dây bên kia truyền tính hoang hô: "Vậy thì quá tốt rồi." Đổng Hân Hân nói xong liền tuôn trào: "Vừa rồi Trần Hoài còn khoe khoang với tôi rằng anh còn đẹp trai hơn cái tên đó, anh có thể tới thật sự là quá tuyệt. Đến lúc đó nhất định phải chọc mù mắt chó của toàn trường bọn tôi nhé." Vương Tri Tranh tinh thần sảng khoái nhưng ngoài miệng vẫn hết sức khách khí: "Tiểu Hoài nói quá rồi, cô dâu nhất định phải là tâm điểm đẹp nhất trong lễ cưới." Tính cách của Đổng Hân Hân tuy rằng khá hướng ngoại nhưng vẫn biết chừng mực. Tuy rằng nội tâm hết sức tò mò thân phận người yêu của Trần Hoài cùng chuyện tình yêu đương của bọn họ, nhưng rốt cuộc vẫn là người lạ chưa quen biết nên không tiện bác quái chuyện của bọn họ. Hai người khách sáo thêm vài câu liền cúp điện thoại. Lúc này Trần Hoài cũng vừa tắm xong, đang lau tóc đi ra phòng khách, liền thấy Vương Tri Tranh mỉm cười sung sướng nhìn mình. Từ trước tới giờ Trần Hoài chưa từng thấy Vương Tổng cười tới dâm đảng như vậy, nhất thời run một cái, lùi về phía sau hai bước phòng bị. "Lão Vương, anh bị ma nhập à?" Vương Tri Tranh tiếp tục cười tủm tỉm: "Sao lại có thể? Vậy sao anh cười khả ố thế?" "Khả ố?" Vương Tri Tranh sờ sờ khóe miệng của mình, tỏ ra phi thường thất vọng với năng lực phân tích biểu tình của Trần Hoài. "Đây rõ ràng là nụ cười yêu thương và thấu hiểu mà." "Lão Vương à, phòng làm việc của anh ở đâu vậy?" Anh quyết định phải tìm xem trong phòng làm việc của Vương Tri Tranh có cất giấu tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo gì gì đó hay không. Nếu không, loại hành vi buồn nôn như thế này của Vương Tổng quả thật là không cách nào giải thích được. Vương Tri Tranh không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn chỉ một gian phòng. "Đó, sao vậy?" Trần Hoài quang minh lẫm liệt mà nói: "Không có gì, chỉ là hiếu học thôi." Chờ lát nữa Vương Tri Tranh đi tắm rồi sẽ lén lút thăm dò một chút, Trần Hoài thầm lên kế hoạch. Vương Tri Tranh lại vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, lên tiếng: "Ngồi xuống đây, anh lau tóc cho." Trần Hoài nội tâm chấn động, tay cầm khăn bông nhất thời cứng đờ. "Lão Vương, anh nghiêm túc sao?" "Ừ, đương nhiên rồi." "Này sao được?" Trần Hoài lon ton chạy tới ngồi xuống. "Đừng có dùng lực nhé, cẩn thận rụng tóc của em, cũng đừng có làm ướt áo ngủ của em." Không ngờ trong sinh thời lại có thể khiến Vương Tổng phục vụ cho mình. Trần Hoài thấy có tâm trạng hả hê, tựa như nông nô được cách mạng giải phóng. Vương Tri Tranh vốn nghe câu đầu của Trần Hoài còn tưởng là anh sẽ bị từ chối, kết quả người ta cũng chỉ là giả bộ khách khí một chút, hành động một chút cũng không thấy do dự, đúng là được vôi đời tiên mà. Vương Tổng lúc này đã đánh mất năng lực phán đoán, có thể thấy sự cao hứng toát ra từ khắp gương mặt, hoàn toàn mù quáng cảm thấy Trần Hoài thật sự không chút nào làm ra vẻ đặc biệt đáng yêu. Vì vậy, Vương Tổng cũng hân ha hớn hở nhận khăn bông lau tóc cho Trần Hoài, còn đặc biệt cẩn thận nhớ kỹ yêu cầu của vợ. Không dùng sức, không làm rụng tóc, không làm ướt áo. Thật sự chu đáo đến không dám nhìn thẳng. Lau tóc xong, Trần Hoài cảm thấy lúc này có tỏ ra thận trọng lễ nghĩa cũng không tác dụng gì, liền tự giác tiến vào phòng ngủ chuẩn bị lên giường. Phòng ngủ của Vương Tri Tranh có phong cách giống như ở bên ngoài phòng khách, đều là phong cách đơn giản nhưng mà tinh tế. Trần Hoài nằm phịch xuống giường, nói với Vương Tri Tranh đang đứng lấy quần áo trước cửa tủ: "Lão Vương à, nửa đêm anh đừng có chạy tới chiếm tiện nghi của em đó nha." Vương Tri Tranh đáp: "Em tưởng em ngon lắm à, anh còn sợ em nửa đêm tới đánh lén anh đấy." Trần Hoài cảm khái: "Chúng ta thật sự có suy nghĩ giống nhau." Vương Tri Tranh tán thành: "Chúng ta quả nhiên tâm linh tương thông, trời sinh một cặp." Trần Hoài nghĩ, mạch não của Lão Vương thật sự hết sức lợi hại, bất kể chuyện gì, Lão cũng có thể kéo sang chuyện này. Trần Hoài quyết định không đáp lời, không cho Vương Tổng có cơ hội chiếm tiện nghi mình nữa. Không nói nữa,
Trần Hòa lại bắt đầu xoay vòng vòng đánh giá thiết kế căn phòng, kết quả lại phát hiện ra một chỗ đặc biệt. Trên tủ đầu giường có một cái khung ảnh, thế nhưng trong khung lại không có bức ảnh nào. Trần Hòa như có điều suy nghĩ nhìn cái khung ảnh kia, xác định đây là một khung ảnh có tính thực dụng mà không phải tác phẩm nghệ thuật tạo hình đặc biệt. Trần Hòa tò mò hỏi, Lão Vương, sao khung ảnh kia không có ảnh? Nếu như là một tác phẩm nghệ thuật, vậy khung ảnh tương đối đặc thù. Người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đặt một cái khung ảnh không có ảnh ở đầu giường. Giải thích duy nhất chính là nơi này vốn có ảnh nhưng đã bị tháo đi rồi. Vương Tri Tranh quay đầu nhìn lại, chân tay thoáng cứng đờ một chút, lúc sau mới làm như không có chuyện gì xảy ra mà lên tiếng. Vốn là ảnh của bạn trai cũ, bây giờ đã vứt đi rồi. Không hiểu sao tâm lý của Trần Hòa lại hoảng hốt một chút, nhưng ngoài mặt lại nửa phần không chút thay đổi, tựa như tùy ý mà hỏi. Anh cũng có bạn trai cũ sao? Vương Tri Tranh điều chỉnh tâm tình của bản thân xong, nghe vậy nhìn Trần Hòa chằm chằm mà nói. Gì? Đến em còn có bạn trai cũ, sao anh lại không thể có? Xưa nay cũng không có nghe thấy anh nhắc tới. Trần Hoài luôn luôn thờ ơ, không hiểu sao lại cảm thấy tò mò chuyện này. Vương Tri Tranh, đều là chuyện đã qua rồi, có gì hay đâu mà để nói. Vương Tri Tranh né tránh vấn đề này, Trần Hoài cũng không có truy hỏi nữa. Đúng như hắn đã nói, đều là chuyện đã qua, ai cũng có quá khứ. Tối hôm đó Vương Tri Tranh rốt cuộc không có đánh lén Trần Hoài. Trần Hoài ngủ ngon cả một đêm, ngày hôm sau hiếm khi dậy sớm. Tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ, Trần Hoài nhất thời có chút giật mình. Giường cao cấp đúng là không giống nhau, lại không hề nằm mơ. Trần Hoài lại một lần nữa biểu đạt niềm hâm mộ đối với cuộc sống có tiền, rồi lại vớ lấy cái di động xem giờ, phát hiện quá ra vẫn còn sớm chán. Lợi hại, Trần Hoài tự khen chính mình một cái, hiếm khi cuối tuần lại dậy sớm như vậy. Vì vậy anh quyết định nằm lười thêm một chút, ngủ được thêm càng tốt. Kết quả nằm chằn trọc trở mình mãi không ngủ được. Đây là tình huống phi thường hiếm thấy. Không biết Lão Vương ngủ thế nào? Không tiền đồ. Ý thức được nguyên nhân thất bại của mình lại là vì mong nhớ Vương Tri Tranh. Trần Hòa nhịn không được tàn nhẫn phỉ nhổ bản thân của mình một chút. Sau đó thật nhanh bò dậy, quyết định lén lút đi dòm trộm người ta. Lão Vương, anh dậy sớm vậy? Trần Hoài vừa mở cửa phòng ngủ, liền phát hiện Vương Tri Tranh đang ngồi trên ghế sofa xem iPad. Trước mặt là một khay trà cùng một đĩa bánh mì và một cốc sữa bò. Anh định sắp xếp lại tư liệu, cuối tuần còn phải nộp báo cáo. Vương Tri Tranh ngẩng đầu nói, em cũng dậy sớm vậy, muốn ăn gì không? Trần Hoài lẳng lặng cọ tới bên cạnh của hắn mà ngồi xuống. Cái gì cũng được, vậy giống anh nha. Vương Tri Tranh nói xong liền đứng dậy đi vào bếp lạch cạch một hồi, sau đó một tay cầm đĩa bánh mì và một tay cầm cốc sữa đi tới, đặt xuống trước mặt Trần Hoài. Trần Hoài liếc nhìn, có mấy lát bánh mì đặt trên chiếc đĩa sứ màu đen. Giữa các lớp còn quết một cái lớp siro dâu, sữa bò cũng vừa được hâm nóng lại. Lão Vương, anh thật sự đảm đang. Trần Hoài thật sự cảm khái. Đúng thế, cho nên em đừng có bên ngoài tìm nam nhân khác. Vương Tri Tranh thuận miệng đáp, tiếp tục xem iPad. Trần Hoài thấy vậy mà kêu. Anh có nhìn thấy cái vẻ mặt khinh thường của em không? Không thấy. Vậy em sẽ làm lại lần nữa, hy vọng anh có thể cảm nhận được tâm tình của em. Trần Hoài nói được làm được, liền lặp lại vẻ khinh thường vừa rồi. Lúc này mới cầm cái cốc sữa bò lên, định uống một ngụm. Em còn chưa có đánh răng đâu. Vương Tri Tranh lanh tay lẹ mắt mà giành lại cái cốc sữa, lưu lại Trần Hoài vẫn trong tư thế chuẩn bị uống. Lão Vương, trước kia mẹ của em cũng tận tâm tận lực như anh vậy. Trần Hoài phẫn nộ đứng bật dậy chạy vào phòng tắm. Em không sợ bị sâu răng à? Vương Tri Tranh chen vào. Thời kỳ phản nghịch của em đã kết thúc vào 10 năm trước rồi. Trần Hoài hừ lạnh một tiếng, trong lòng cảm thấy mẹ mình còn không có cứng nhắc bằng Vương Tri Tranh. Hắn rửa mặt xong thì đi ra. Vương Tri Tranh đã ăn xong điểm tâm, vẫn đang cúi đầu vào cái iPad, không biết là đang xem cái gì. Trần Hoài ngồi xuống ghế, cầm lấy cốc sữa vừa bị cướp đi lúc nãy, đang định uống, thì Vương Tri Tranh ngồi bên cạnh đột nhiên duỗi tay ra, ôm chặt eo của Trần Hoài. Gương mặt vừa nghiêm túc vừa chăm chú nhìn màn hình iPad, giờ đột nhiên nghiêng sang một bên. Đôi môi bất ngờ dán lên môi của Trần Hoài. Mọi thứ đột nhiên đi trật quỹ đạo, Trần Hoài không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Vừa rửa mặt xong, tinh thần mới thanh tịnh một chút, thì cái đầu bắt đầu vù vù một tiếng lâm vào hỗn độn. Vương Tri Tranh mưu đồ đã lâu, thời dịp Trần Hoài lâm vào khoảnh khắc thất thần đã công thành chiếm đất,
đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Chóp mũi Trần Hoài vẫn còn vương vấn hương vị sữa tắm cùng mùi vị hóc môn nam tính của người kia, trong miệng lại còn có vị ngọt của sữa. Vấn đề là anh còn chưa uống được ngụm nào. Lúc này hương sữa ngọt ngào đến từ đâu cũng không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh nữa. Anh chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột nhiên đẩy lên cao, đầu óc hồ đồ hỗn loạn, chỉ có hai luồng suy nghĩ duy nhất. Lão Vương thật đê tiện, kỹ thuật hôn môi của Lão Vương thật không tồi. Anh không cách nào dò xét suy nghĩ nội tâm của Lão Vương, không biết liệu đối phương có cảm thấy như mình hay không. Sau một phen triền miên quấn quýt, hắn nhẹ nhàng quét qua hàm răng anh vừa đánh, lúc này mới ung dung rời đi. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân mà Lão Vương để ý tới cái việc mình đã đánh răng hay chưa? Trong đầu Trần Hoài chợt lóe lên suy nghĩ này, sau đó liền bị chính mình phỉ nhổ một chút. Vương Tri Tranh lùi ra một khoảng với Trần Hoài, đột nhiên mỉm cười. Thấy chưa, đây chính là điểm khác biệt giữa anh và mẹ em. Trần Hoài nghe như vậy xong thì suy nghĩ. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, đối phương chỉ là đơn thuần mang tâm tư trả thù quá nặng mà thôi. Trần Hoài cảm thấy phi thường khinh bỉ Vương Tổng bụng dạ hẹp hòi, càng thêm khinh bỉ việc ai đó mới sáng sớm đã giống trống khua chiêng tạo ra một nụ hôn đầy cảm xúc mạnh liệt đến thế. Kết quả lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Làm mình khí huyết sôi trào, nhiệt độ toàn thân tăng vọt mà hắn lại có thể bình tĩnh tiếp tục xem iPad. Chưa từng hoài nghi công năng ở phương diện nào đó của Vương Tổng, lần đầu Trần Hoài lại nhịn không được, sinh ra hoài nghi cùng đồng tình với Vương Tổng. Anh ôm tâm tư vô hạn thổn thức, quyết định đem tinh lực còn sót lại, vùi đầu vào cho bữa ăn sáng do ai kia chuẩn bị. Nhưng mà... Mẹ kiếp, Lão Vương, anh xem anh đã tạo nghiệp gì rồi này, liếm sạch ngay cho em. Trần Hoài cả giận mà nói. Vương Tri Tranh quay đầu lại nhìn. Liền thấy tay của Trần Hoài vẫn đang cầm cốc sữa vương đầy sữa trắng. Hiển nhiên nụ hôn mãnh liệt vừa rồi đã khiến tay anh rung, sữa trong cốc đổ hết ra ngoài. Vương Tri Tranh nhìn dòng sữa vẫn đang chảy toan toan trên tay của Trần Hoài, cười đến ý vị sâu xa. Em xác định muốn anh giúp em liếm sao? Hắn cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng này, làm cho câu nói vốn đã không nghiêm túc lại càng trở nên khó miêu tả. Trần Hoài cảm thấy độ mặt dày của Vương Tri Tranh vô cùng thần kỳ, nhìn không được hỏi. Lão Vương à, anh đã từng đi đo độ dày của da mặt lần nào chưa? Vương Tổng cười ha hả, nghiêm túc mà trả lời. Đo rồi, rất mỏng. Trần Hoài khó hiểu mà nói. Tiêu chuẩn đo lường của anh không có giống người bình thường phải không? Trần Hoài gật đầu biểu thị tán đồng. Phải, dựa theo tiêu chuẩn của tổng giám. Quả nhiên là tư bản vô sĩ. Trần Hoài lãnh ngộ được cái việc so độ dày da mặt với Vương Tổng là việc vô ích, lại một lần nữa không đánh mà bại. Vương Tri Tranh quả nhiên rất bận, chỉ ngồi thêm một lúc nữa thì liền đứng dậy đi vào thư phòng, bắt đầu viết báo cáo. Trần Hoài tự giác đi rửa bát, rửa xong cũng đi vào thư phòng. Vương Tri Tranh ngẩng đầu lên nói, xin lỗi, kế hoạch ban đầu vốn là đi chơi cùng với em. Không ngờ, bây giờ lại đột ngột có nhiều việc như vậy. Trần Hoài thờ ơ nhún vai. Không sao. Vương Tri Tranh áy náy nói. Vậy em tự nhiên nhé, dùng máy tính, xem TV hay đọc sách đều được. Anh sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất. Chiều chúng ta sẽ hẹn hò nha. Anh coi em là người ngoài à? Trần Hoài cực kỳ bất mãn với thái độ khách khí của hắn. Vương Tri Tranh cười cười. Vậy tùy em, dù sao đây cũng là nhà em. Em muốn làm gì cũng được. Trong lòng của Trần Hoài khẽ động, cũng không nói gì, tự mình tìm vui trong thư phòng. Đây chính là thời khắc tìm ra hệ liệt ngôn tình trong tổng tài bá đạo. Mục tiêu của Trần Hoài phi thường minh sát, nhưng kết quả khiến anh vô cùng thất vọng. Tủ sách của Vương Tổng cực kỳ vô vị, không hề có bóng dáng của một cái đống ngôn tình ba xu như là anh tưởng tượng. Điều khiến anh bất ngờ nhất là cái quyển Kim Bình Mai. Trần Hoài hứng thú rút quyển sách có cái bìa đã ngã vàng kia ra, cảm thấy thất vọng. Đó là phiên bản rút gọn của cái quyển gốc. Lão Vương quả nhiên không được. Trần Hoài cảm thấy mình đã đến gần chân tướng thêm một bước. Công việc của Vương Tri Tranh vô cùng bận rộn, mắt luôn tập trung trên màn hình vi tính, hai tay không ngừng gõ lách tách tên bàn phím, không hề phát hiện tâm trí của Trần Hoài đã bay xa, bay cao đến 9 tầng mây. Quá vất vả. Trần Hoài nhìn bộ dáng cao mày của Vương Tri Tranh, kìm lòng không được mà cảm khái một tiếng. Cảm khái xong mới phát hiện mình đã nói ra suy nghĩ trong lòng. Không phải, dù sao anh cũng là người đã có gia đình, cần phải nỗ lực hơn nữa mới được. Vương Tri Tranh nghe như vậy mà ngẩng đầu lên trả lời. Trần Hoài nói,
Lão Vương, anh nói như vậy khiến em vô cùng xấu hổ. Trong nháy mắt, chợt sinh ra ảo giác mình là con sâu mọt ở trong gia đình. Em có thể giúp được gì không? Vậy em xem tài liệu này giúp anh đi. Vương Tổng không hổ là Vương Tổng, sai người khác rất thuận miệng. Trần Hoài lon ton mà chạy tới. Em có thể xem hay sao? Tuy rằng bọn họ làm cùng một công ty, nhưng Trần Hoài vô cùng rõ ràng. Trong tay của Vương Tri Tranh có rất nhiều tài liệu mà mình không thể xem được. Cho dù quan hệ của bọn họ có được pháp luật thừa nhận cũng không được. Có thể, đây là mấy điều khoản cơ bản của hợp đồng. Em xem có lỗ hổng luật pháp nào hay không?